Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8 tháng 10 cho hay, các cuộc không kích của nước này đã hạ sát hai người có khả năng kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah. Tuyên bố được đưa ra trong bài phát biểu qua video gửi tới người dân Liban, đăng tải trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Ông Netanyahu cho biết, chúng tôi đã làm suy yếu năng lực của Hezbollah. Chúng tôi đã tiêu diệt hàng nghìn chiến binh, bao gồm cả thủ lĩnh Hassan Nasrallah, người thay thế ông ta và cả người thay thế cho người thay thế, nhưng không nêu tên hai người thay thế. Ông Netanyahu nói, Hezbollah hiện giờ đã yếu hơn nhiều so với nhiều năm trước. Thủ tướng Israel cũng gửi thông điệp tới người dân Liban. Các bạn có cơ hội cứu Liban trước khi rơi vào vực thẳm của một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ dẫn đến sự hủy diệt và đau khổ như chúng ta thấy ở Gaza. Không nhất thiết phải như vậy. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, Hashem Safieddine, người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm thủ lĩnh Nasrallah, có thể đã bị loại bỏ. Ông Gallant nói, Hezbollah không còn là đầu não sau cái chết của Nasrallah. Người thay thế ông ấy có lẽ cũng đã bị loại bỏ và toàn bộ dàn chỉ huy cấp cao đã bị xóa sổ. Ông Gallant nhận định, Hezbollah không còn có người ra quyết định và năng lực tác chiến của nhóm đã suy giảm, cho rằng kho vũ khí khổng lồ của nhóm vũ trang Liban hiện tại còn thua kém tổ chức Hamas ở giải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh, Hezbollah đang trong tình trạng tàn tạ và tan vỡ, không còn năng lực chỉ huy và hỏa lực đáng kể. Ban lãnh đạo của tổ chức này đã tan rã sau khi Hassan Nasrallah bị loại bỏ. Theo người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari, Israel biết tin Safieddin đang ở trong trụ sở tình báo của Hezbollah khi máy bay chiến đấu của Israel không kích Liban vào tuần trước. Israel hiện đang kiểm tra tình trạng của Safieddin và sẽ công bố khi có thông tin chính xác. Quân đội Israel ngày 8 tháng 10 cho biết, các cuộc không kích dữ dội nhằm vào các cơ sở ngầm của Hezbollah ở miền nam Liban trong 24 giờ trước đó đã sát hại ít nhất 50 chiến binh, bao gồm 6 chỉ huy khu vực và các quan chức khu vực. Hãng tin Sputnik đưa tin, ông Ayman Sana, đại diện ban lãnh đạo chính trị của Hamas ở Liban, tuyên bố thủ lĩnh phong trào Hamas không thấy việc đàm phán về trao đổi tù nhân có ý nghĩa gì khi chưa đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn và quân đội Israel chưa rút khỏi dải Gaza. Ông Sana nói, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức, cũng như bằng việc quân đội Israel rút khỏi Gaza. Khi chưa có những bước đi đó, thì việc nói về thỏa thuận trao đổi tù nhân chẳng có ý nghĩa gì. Cứ để họ tiếp tục nghĩ rằng, chúng tôi phản kháng yếu ớt, nhưng vẫn còn nhiều mặt trận để có thể dạy cho kẻ thù bài học. Phía Hamas khẳng định, phong trào này từng sẵn sàng ngừng bắn, nhưng do quan điểm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nên các cuộc đàm phán không mang lại kết quả. Trong diễn biến khác, nằm trong khuôn khổ với nỗ lực giảm leo thang ở Liban và dải Gaza, Ngoại trưởng Ai Cập Bad Abdel Latif và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ngày 8 tháng 10 đã có cuộc điện đàm để thảo luận về các nỗ lực giảm leo thang ở Liban và dải Gaza. Cả hai bộ trưởng lưu ý rằng tình hình leo thang hiện nay trong khu vực đòi hỏi phải có những nỗ lực chung để can thiệp nhanh chóng nhằm xoa dịu tình hình. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Ai Cập tái khẳng định quan điểm của Ai Cập về việc phản đối mạnh mẽ mọi hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập cũng nêu bật sự cần thiết phải tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp cho người dân Liban, trong bối cảnh hơn 1 triệu công dân nước này phải di rời do các cuộc tấn công của Israel. Ông Abdel Latif kêu gọi tiếp cận nhân đạo vô điều kiện vào Gaza để giải quyết tình hình nhân đạo đang xấu đi tại đây. Ông cũng ủng hộ việc giải quyết các nguyên tắc gốc rễ của cuộc xung đột hiện tại, đảm bảo việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới được xác lập vào ngày 4 tháng 6 năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô, coi đây là giải pháp khả thi. Trong cuộc điện đàm ngày 8 tháng 10 với ông Dreyer, đặc phái viên của Tổng thống Pháp tại Liban, Ngoại trưởng Ai Cập khẳng định Cairo kiên quyết bác bỏ mọi hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, đồng thời kêu gọi quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi miền nam Liban. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Abdel Latif và ông Le Drian đã thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Liban nói riêng và Trung Đông nói chung, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp để ngăn chặn leo thang trong khu vực. Ngoại trưởng Ai Cập cảnh báo sự leo thang ngày càng tăng trong khu vực, đòi hỏi những nỗ lực chuyên sâu và sự can thiệp nhanh chóng vào thời điểm quan trọng hiện nay để đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và ngăn chặn những hoạt động quân sự nhằm vào Liban. Truyền thông Israel trích dẫn các nguồn tin Iran tiết lộ, đã xảy ra một vụ nổ lớn gần cơ sở hạt nhân ở thành phố Isfahan, miền trung quốc gia Hồi giáo. Kênh truyền hình CGTN dẫn lại các thông tin do truyền thông Israel đăng tải cho hay, trên các mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng Osin, đang lan truyền các hình ảnh và video về vụ nổ gần cơ sở xử lý uranium ở Isfahan,
thành phố lớn thứ ba của Iran và nằm cách thủ đô Tehran 340 km về phía nam. Isfahan là một trong các trung tâm chính của chương trình hạt nhân Iran, nơi đặt các cơ sở xử lý uranium phục vụ quá trình làm giàu vật liệu phóng xạ. Giới quan sát lưu ý, những cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong chuỗi phát triển hạt nhân của Tehran và bất kỳ thiệt hại nào đối với chúng đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho chính nước Cộng hòa Hồi giáo và các mối quan hệ quốc tế. Một số ý kiến gắn vụ nổ đêm 7 tháng 10 với các hành động có thể do Israel tiến hành, trong bối cảnh Geneva đã nhiều lần tuyên bố ý định ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran bằng mọi cách và mới đây khẳng định sẽ đáp trả vụ tấn công tên lửa đạn đạo lớn chưa từng thấy của các lực lượng Tehran vào lãnh thổ Israel tối ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, theo hãng tin Wired, các quan chức tại căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya của Iran đã bác bỏ thông tin về vụ nổ gần cơ sở hạt nhân ở thành phố Isfahan cũng như bất kỳ vụ tập kích nào của Israel. Truyền thông nhà nước Iran gắn sự vụ với một cuộc tập trận của quân đội nước này. Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận hiện không thể xác minh được những thông tin trên. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 8 tháng 10 cho biết, ứng viên kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah có thể đã không còn. Ông Gallant nói với các sĩ quan tại trung tâm chỉ huy phía Bắc của quân đội, Hezbollah hiện không có người đứng đầu, thủ lĩnh Syed Hassan Nasrallah đã không còn. Người kế nhiệm ông có thể cũng đã bị loại bỏ. Hezbollah không có ai đưa ra quyết định, không có ai hành động. Bộ trưởng Gallant không tiết lộ thông tin chi tiết về tuyên bố trên. Hassem Safiuddin, một quan chức cấp cao của Hezbollah, từng được coi là ứng viên sáng giá để kế nhiệm ông Nasrallah. Ông Nasrallah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích lớn của Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Liban trong ngày 27 tháng 9. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố 20 sĩ quan cấp cao của Hezbollah cũng đã bị loại bỏ cùng với ông Nasrallah, trong khi số thương vong của dân thường chưa được công bố. Ông Safiuddin đã điều hành Hezbollah cùng phó thủ lĩnh phong trào Naim Qassem kể từ sau khi ông Nasrallah bị ám sát. Safiuddin dự kiến sẽ được chính thức bầu làm lãnh đạo Hezbollah nhưng chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra. Phát biểu ngày 8 tháng 10, một năm sau khi cuộc xung đột Israel-Hamas bùng phát, ông Qassem cho biết các cuộc tấn công của Hamas vào Israel cách đây một năm đã châm ngòi cho sự khởi đầu của một cuộc chuyển đổi ở Trung Đông. Ông Qassem cũng ủng hộ nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Liban nhằm đạt được mệnh lệnh ngừng bắn với Israel. Đây là lần đầu tiên Hezbollah công khai ủng hộ đàm phán kể từ khi xung đột bùng phát. Trước đây, Hezbollah tuyên bố sẽ chỉ ngừng tấn công Israel sau khi Israel đạt được lệnh ngừng bắn với Hamas ở dải Gaza. Tuy nhiên, Israel nhấn mạnh Hezbollah phải tách biệt hai cuộc xung đột ở dải Gaza và Liban. Ngoại trưởng Liban Abdallah Bouhabib nói với hãng tin CNN tuần trước rằng cố lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã đồng ý ngừng bắn tạm thời trước khi bị Israel ám sát. Theo hãng tin RT của Nga, trong ngày 7 tháng 10, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố đã chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản để đối phó với bất kỳ động thái nào của Israel. Đại diện lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nói với hãng thông tấn Tasnim ở Iran, phản ứng của Iran không nhất thiết phải tương xứng với hành động của đối thủ, mà có thể sẽ gay gắt và nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau để tăng cường hiệu quả răn đe. Phía lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng nhấn mạnh, do diện tích lãnh thổ của Israel nhỏ hơn nhiều so với Iran, nên đòn đáp trả của Tehran có thể gây ra rắc rối chưa từng có cho Tel Aviv. Bên cạnh đó, bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Israel trong việc tấn công sẽ vượt quá làn danh đỏ của Iran và sẽ phải chịu thiệt hại tương xứng. Tuyên bố của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được cho là cũng nhắm vào Mỹ, đồng minh lâu năm của Israel. Và cuối tuần trước, Tehran cũng gửi thông điệp tới Washington rằng Iran sẽ không còn kiềm chế đơn phương. Iran đã bắn một loạt tên lửa vào Israel vào ngày 1 tháng 10 để trả đũa vụ Israel sát hại lãnh đạo Hamas và Hezbollah gần đây. Israel đã cam kết sẽ thực hiện một cuộc tấn công lớn để trả đũa. Tân Hoa Xã của Trung Quốc ngày 7 tháng 10 dẫn lời các chuyên gia khu vực đánh giá rằng xu hướng gia tăng căng thẳng gần đây giữa Israel và Iran đánh dấu khởi đầu giai đoạn nguy hiểm mới tại Trung Đông. Ông Ali Massoud, một chuyên gia chính trị và quân sự người Syria cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của Iran vào Israel báo hiệu Tehran đã chuyển từ giai đoạn kiên nhẫn chiến lược sang giai đoạn trả đũa trực tiếp đối với các cuộc tấn công liên tiếp của Israel vào miền nam Liban và các tài sản của Iran. Ông Mohammad Nader al-Omari, chuyên gia quan hệ quốc tế Syria sống tại Damascus chỉ rõ, lợi ích chiến lược của Mỹ trong việc duy trì ảnh hưởng ở Trung Đông đóng vai trò quan trọng trong chính sách của Israel đối với Iran và các đồng minh của nước này
vụ ám sát các nhân vật cấp cao của Iran cũng như một loạt vụ ám sát có chủ đích nhằm vào các nhà lãnh đạo Hezbollah ở Liban đã làm gia tăng xung đột. Về phía Iran, bất kỳ hành động quan trọng nào của Israel gần như chắc chắn sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ. Phản ứng mới nhất của Iran đối với hành động khiêu khích của Israel là một thông điệp cho thấy Tehran sẽ không dung thứ cho cách tiếp cận hiện tại của Israel. Một cuộc tấn công của Israel vào các tài sản của Iran, đặc biệt nếu nhắm vào cơ sở hạ tầng có giá trị cao hoặc các nhà lãnh đạo quân sự, có thể đẩy Iran vào một chiến dịch trả đũa nhắm vào các lợi ích và đồng minh của Israel. Theo The Guardian của Vương quốc Anh, trong ngày 7 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã triển khai 100 máy bay chiến đấu để không kích 120 mục tiêu Hezbollah ở miền nam Liban. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, 100 máy bay của không quân Israel đã tập kích các mục tiêu được chỉ định dựa theo thông tin tình báo chính xác. Đây là một phần trong chiến dịch làm suy yếu khả năng chỉ huy và khai hỏa của Hezbollah, đồng thời hỗ trợ hoạt động của lực lượng mặt đất Israel. Chính quyền Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di tản. Cùng ngày, quân đội Israel thông báo sẽ mở rộng chiến dịch chống lại Hezbollah đến bờ phía nam sông Al-Awali của Liban, cảnh báo thường dân nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Mới đây, trong bài giảng công khai đầu tiên sau gần 5 năm, Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei đã bảo vệ các hành động chống lại Israel của trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban và nhóm Hamas của Palestine. Theo Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei, cuộc tấn công bất ngờ vào Israel do Hamas phát động năm ngoái là một bước đi hợp lý và hợp pháp nhằm đánh bại chế độ phục quốc Do Thái, độc hại và hèn nhát. Lãnh tụ Iran tuyên bố, các cuộc tấn công đó là chính đáng vì chúng hợp lý và hợp pháp nhằm mục đích tự vệ chống lại kẻ áp bức. Nhà lãnh đạo này cũng nói thêm rằng nguyên tắc đó được luật pháp quốc tế công nhận. Nhà lãnh đạo Iran biện minh cho cuộc tấn công vào Israel với khoảng 200 tên lửa đạn đạo hôm 1 tháng 10 là hình phạt nhẹ nhất với tội ác mà Israel gây ra. Iran tuyên bố vụ tấn công là nhằm đáp trả vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và những người khác. Ngày 7 tháng 10, đánh dấu một năm kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.100 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Bộ Y tế dải Gaza cho biết hồi đầu tuần rằng chiến dịch của Israel tại vùng đất này sau nhiều năm phong tỏa Gaza trên thực tế đã khiến hơn 41.000 người Palestine thiệt mạng. Căng thẳng giữa Israel và các nước Hồi giáo láng giềng đã gia tăng trong chiến dịch ở dải Gaza, khi cả Iran và Hezbollah đều ủng hộ Hamas và Palestine. Đầu tháng này, cuộc xung đột bước vào giai đoạn mới khi Israel tiến hành chiến dịch trên bộ ở Liban. Để trả đũa, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Israel trong tuần này. Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei nói trong bài giảng của mình rằng, người Palestine, giống như mọi người dân, có quyền bảo vệ đất đai, quê hương, đất nước và lợi ích của họ trước những kẻ xâm lược. Và logic này được luật pháp quốc tế ủng hộ. Ông Khamenei nói thêm rằng, những người giúp đỡ người Palestine và hỗ trợ họ chỉ đơn thuần là làm nhiệm vụ của mình. Ông Khamenei nói, đây là quy tắc của đạo Hồi, quy tắc của lý trí và logic quốc tế và toàn cầu. Người Palestine đang bảo vệ đất đai của họ, việc bào chữa của họ là chính đáng và việc giúp đỡ họ cũng hợp lý và hợp pháp. Ông Khamenei lên tiếng bảo vệ cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran vào Israel, nói rằng đó là hình phạt tối thiểu đối với chế độ Do Thái khát máu và chiếm đoạt. Thành tích duy nhất của họ là đánh bom nhà cửa, trường học, bệnh viện và trung tâm tập trung dân sự ở dải Gaza. Ông Khamenei tiếp tục nói rằng Iran sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ cần thiết để chứng kiến Israel bị đánh bại, đồng thời tuyên bố rằng Israel chỉ có thể sống sót được lâu như vậy nhờ sự hỗ trợ của các đồng minh ở phương Tây. Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei nói, chế độ này hành động giống như những con sói hoang của Mỹ trong khu vực. Thực thể độc hại và hèn nhát này hầu như không thể tồn tại nếu không nhờ sự hỗ trợ của Mỹ và nó sẽ không tồn tại được lâu. Ông Khamenei nhấn mạnh vấn đề chính ở Trung Đông là sự can thiệp của nước ngoài, bởi các quốc gia trong khu vực có khả năng thiết lập an ninh và hòa bình nếu được để yên. Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei chỉ trích sự can dự và hỗ trợ của Mỹ đối với Israel, cho rằng Mỹ chưa bao giờ muốn hòa bình ở Trung Đông, mà thay vào đó đang theo đuổi mục tiêu biến Israel thành công cụ chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên thiên nhiên trong khu vực và đầu tư vào các cuộc xung đột lớn trên toàn cầu.
Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!